Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng nay Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đến dự đại hội. Với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu nghị quyết đề ra, làm tròn vai trò nòng cốt chủ động tham mưu giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 80%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, triệt phá gần 400 ổ nhóm với hơn 1.500 đối tượng hoạt động phạm tội, nhất là phạm tội tín dụng đen. Trên lĩnh vực tội phạm về ma túy đã khởi tố hơn 400 vụ, trên 600 bị can, đưa hàng trăm đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhiệt liệt biểu dương những thành quả to lớn của Đảng bộ và cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã bất chấp hiểm nguy, không ngại gian khổ, ngày đêm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân, đặc biệt là trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go phòng chống đại dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tin tưởng giao cho lực lượng công an nhiều trọng trách, trong đó có việc quản lý và phục vụ khu cách ly tập trung đối với người nước ngoài. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới và rất khó khăn, song tất cả đều xác định lửa thử vàng, dân năng thử sức, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, theo dõi, nắm chắc thông tin, dự báo chính xác tình hình, quán triệt quan điểm chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dựa vào dân và yên dân là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi của công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có công văn về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Nội dung công văn: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. 1. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm như COVID-19, bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Thực hiện tốt kế hoạch số 138 ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 2. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành y tế tập trung theo dõi, kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, nhất là các dịch bệnh đang xuất hiện và có nguy cơ lây nhiễm cao như COVID-19, bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, bảo đảm nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19, để người dân không quá lo lắng, hoang mang, nhưng tuyệt đối không lơ là chủ quan, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hôm nay, 31 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã ký quyết định số 2065 QĐ-UBND về việc cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 tại 5 huyện, thị xã, gồm Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ đại diện thương hiệu Bia Larue của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đến dự. Thông qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thương hiệu Bia Larue thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để cùng với cộng đồng xã hội và chính quyền Quảng Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh. Trao đổi tại buổi tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng chống dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã thông tin sơ bộ về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị mặt trận và các tổ chức thành viên đồng hành cùng chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp đồng tâm đối phó với tình hình phức tạp của dịch bệnh. Như các bạn biết đấy, thì Belarus, nhãn hàng của công ty Heineken Việt Nam rất tự hào được ra đời
và được sản xuất ngay tại cái quê hương tỉnh Quảng Nam thân yêu. Thì Belarus là hiện thân của cái tinh thần cởi mở, tinh thần chia sẻ, đặc biệt là đối với quê hương Quảng Nam yêu thương. Thì trong những ngày này thì được biết là cả nhân dân của tỉnh Quảng Nam, bao gồm cả nhân viên của công ty chúng tôi tại nhà máy Behen kênh Quảng Nam, cũng như người tiêu dùng, các khách hàng và các đối tác đang rất cần cái sự động viên kịp thời bằng tinh thần, không những bằng tinh thần mà bằng vật chất của tất cả nhân dân cả nước để mà góp phần vượt qua cái đại dịch Covid-19. Thì chính vì thế mà công ty Heineken Việt Nam thông qua nhãn hàng Belarus rất tự hào được ủng hộ một cái khoản tiền là 2 tỷ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để trao tặng cho tỉnh Quảng Nam 1 tỷ và thành phố Đà Nẵng 1 tỷ. Tổng cộng số tiền 2 tỷ đấy để dùng vào cái việc là mua những thiết bị y tế hỗ trợ cho những y bác sĩ, những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta cùng nhau thì sẽ vượt qua và chiến thắng cái đại dịch Covid-19 này. Với trách nhiệm của một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam Quảng Nam, nhãn hàng Belarus mong muốn số tiền hỗ trợ đợt này sẽ tạo điều kiện cho ngành y tế tỉnh mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Tiếp nhận nguồn ủng hộ từ phía công ty, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cảm ơn sự hỗ trợ quý báu kịp thời từ công ty. Đồng thời mong muốn nghĩa cử cao đẹp này sẽ được nhân rộng để Quảng Nam có thêm động lực chiến đấu với đại dịch Covid-19. Được biết trước đó vào tháng 4 vừa qua, Heineken Việt Nam đã ủng hộ 10 tỷ đồng thông qua nhãn hiệu mới Bia Việt để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Nhằm chuẩn bị phương án phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong công tác điều trị, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với tiểu ban điều trị phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Trong đợt dịch Covid-19 lần 2 này, Việt Nam ghi nhận 509 ca mới, tuổi đời từ 27 đến 87. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương phát hiện ca bệnh đầu tiên. Đến nay đã ghi nhận được 80 ca nhiễm Covid-19 và lây lan ra nhiều địa phương khác. Riêng tại Quảng Nam, đến nay đã ghi nhận 7 ca dương tính với Covid-19 tại các địa phương, Điện Bàn, Đài Lộc và Hội An. Ngành y tế nhanh chóng triển khai cách ly, điều trị kịp thời, khoanh vùng triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng. Là giao cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương là bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thì tôi đề nghị và giao cho đồng chí trưởng tiểu ban điều trị và tập thể tiểu ban điều trị, các đồng chí xây dựng khẩn trương các quy chế làm việc, giao ban hội ý hội chẩn thật nhanh, có thể là qua công nghệ thông tin, qua Zalo, bằng các phương tiện công nghệ thông tin để hội ý hội chẩn cho nhanh. Tôi giao cho tiểu ban điều trị và tiểu ban giám sát phải có chương trình phối hợp với nhau, hành động thiết thực và có quan hệ mật thiết với nhau. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường năng lực cơ sở vật chất, dự phòng trang thiết bị vật tư, năng lực phát hiện, cách ly, điều trị ngay tại cơ sở với sự hỗ trợ của các y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành y tế Quảng Nam nhanh chóng xây dựng các kịch bản, phương án, cơ chế điều hành khi có nhiều ca bệnh lây nhiễm, không được chủ quan lơ là để công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 7, thành phố Hội An chính thức thực hiện tạm dừng đón khách lưu trú để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Không khí trong phố cổ vắng lặng, các cửa hàng, quán xá đều trong tình trạng đóng cửa. Đường xá vắng vẻ, cửa đóng than cài là hình ảnh của phố cổ Hội An trong ngày đầu tạm dừng đón khách lưu trú. Cùng với các biện pháp phòng ngừa tích cực, đón cách ly gần 200 người, thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các trường đào tạo chuyên nghiệp trên địa bàn, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện để có thể đón và thực hiện cách ly đối với những trường hợp sau điều tra dịch tễ. Đến bây giờ là qua một thời gian là từ 0 giờ tối qua đến nay là thực hiện cái giãn cách xã hội, cách ly xã hội của thành phố theo quyết định của tỉnh, thì thấy tình hình nó cũng khá tốt, bà con nhân dân cơ bản là tuân thủ chấp hành. Cùng với chính quyền, các ngành trên địa bàn thành phố cũng đã vào cuộc tuyên truyền vận động người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Tính thời điểm hiện nay, Hội Nông dân thành phố đã thực hiện theo quyết định về việc cách ly xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
và cái văn bản số 267 của Hội Nông dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các cái công việc trong việc phòng chống dịch COVID-19. Khu vực Đồng Hiệp, địa bàn thực hiện lệnh phong tỏa từ một ngày trước, hiện cũng đã thực hiện nghiêm phương án của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, đồng thời đảm bảo việc cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm tại khu cách ly phong tỏa trên địa bàn. Thiết lập khu vực trung chuyển vùng đẹp để tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm tại các khu vực cách ly phong tỏa, yêu cầu khu vực trung chuyển phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 8 đã đề ra. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ và 29 chi bộ cơ sở. Các tổ chức cơ sở đảng có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của cấp trên phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Ban thường vụ đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nghiêm túc rút kinh nghiệm từ các nội dung, kể cả về phong cách, cách thức truyền đạt chuyển tải của báo cáo viên. Các cấp ủy cơ sở theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên thông qua các hoạt động công tác sinh hoạt hàng ngày, rồi thông qua các việc mà đảng viên tham gia mạng xã hội. Những năm qua, công tác xây dựng đảng của đảng bộ khối có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, toàn đảng bộ khối đã phát triển mới 900 đảng viên, trong khi chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là 700 đảng viên. Hầu hết cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với cái nội dung chuyên đề được tổ chức chuyên sâu liên quan đến vấn đề về nghiệp vụ và gương mẫu của người đảng viên, của người lãnh đạo, tốt nhất là nói như Bác Hồ đã nói là miệng nói tay làm gương cho người khác. Một nhiệm kỳ đi qua, với sự nỗ lực của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ khối các cơ quan đã thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tất cả các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Phải tiếp tục là làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng để cho các tổ chức cơ đảng trực thuộc đảng bộ khối và thật sự là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, đi đôi với việc phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan đơn vị. Sẽ tập trung thực hiện cái 4 cái yêu cầu và 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. 4 yêu cầu đó là phát huy tốt cái dân chủ trong đảng, giữ vững cái kỷ cương, phát huy cái tinh thần đoàn kết thống nhất, và cái thứ tư đó là nêu gương trong cán bộ đảng viên. Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ 9, hơn 4.200 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đang hướng về đại hội với niềm tin mới, hy vọng một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo ngày 1 tháng 8 1930, ngày 1 tháng 8 2020. Tiếp theo sau đây mời quý vị theo dõi nội dung trả lời phỏng vấn của trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan. Thưa đồng chí, trong thời điểm hiện nay khi chúng ta đang tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, song hành với đó là công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì thưa đồng chí, trong thời điểm hiện nay thì nhiệm vụ và công tác tuyên giáo được đặt ra như thế nào? Trong cái thời điểm hiện nay, ban tuyên giáo thấy rằng cái công tác tuyên truyền là phải đi trước để làm sao vận động tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, nhân dân hiểu được cái sự cấp thiết
rồi nắm vững những cái quan điểm chỉ đạo, những cái giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong cái tuyên truyền phòng chống, khắc phục cái hậu quả của cái dịch COVID đang diễn biến hết sức phức tạp trên nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Nam. Thứ hai nữa là đối với công tác tuyên truyền về cái đại hội đảng bộ các cấp thì đây là một cái nhiệm vụ phải tiến hành song trùng, hết sức là quan trọng để toàn đảng, toàn dân thấy được đây là một cái sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn của toàn tỉnh. Vừa tuyên truyền cái kết quả đại hội của cấp huyện và tương đương, rồi tập trung cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tham gia góp ý vào dự thảo các cái văn kiện báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 22, cùng với các cái kết quả thành tựu đạt được trong cái nhiệm kỳ của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 21, để làm sao tạo được cái niềm tin, cái khí thế đối với cán bộ đảng viên trên địa bàn của toàn tỉnh. Thưa đồng chí, làm thế nào để công tác tuyên giáo góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ? Trong tình hình hiện nay, đối với trách nhiệm của đội ngũ làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh, thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà góp phần thực hiện tốt cái nghị quyết Trung ương 4 và gắn với cái chỉ thị 05, đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đặc biệt thì để làm tốt cái việc này thì những cái giải pháp rất là quan trọng, đó là triển khai làm sao cái vấn đề đạo đức, cái văn hóa trong đảng, đây là một cái việc rất là quan trọng và phải tập trung triển khai hiện nay. Thứ hai nữa, đó là cái việc quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là phát huy cái vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho buổi trao đổi ngày hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phần còn lại là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22/2019, xem xét lùi lộ trình là cần thiết để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.
trong đó xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn. Thời điểm xem xét đặt ra ngay trước thềm hệ thống chuẩn bị phải thực hiện hạ giới hạn này từ ngày 1 tháng 10 tới. Để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn. Do vậy, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 1 tháng 10, 2020, theo lộ trình tại thông tư 22, có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn. Thưa quý vị, theo biểu lãi suất mới nhất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, hiện đang có mức huy động cao nhất dành cho khách hàng cá nhân đã được điều chỉnh gần 6,1% một năm. Cụ thể, lãi suất huy động tại Vietcombank kỳ hạn 1 đến 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 3,7 đến 4% một năm. Với khách hàng gửi tiền tiết kiệm từ 6 đến 9 tháng, Vietcombank áp dụng lãi suất ở mức từ 4,4 đến 4,6% một năm. Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất là 6% một năm. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở Vietcombank hiện là 6,1% một năm, áp dụng cho các khoản huy động kỳ hạn 24 tháng. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.966,70 đô la Mỹ một ounce, tăng 4 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ giao dịch sáng qua. Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên sáng 31 tháng 7, giá vàng SJC niêm yết mua vào ở mức 56,60 triệu đồng một lượng, bán ra 57,90 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 30 tháng 7. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 1,2 triệu đồng một lượng. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường, bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.